Đang học sinh kính chào cô chú anh chị các bạn nha. Chào mừng cô chú anh chị các bạn đến với video tiếp theo của ba mập nha. Thì mình ở đây là mình đang đứng ở gần cầu Chà Cầu cả nhà. Mình sẽ quay cái gói xây lắp 08 đoạn từ cầu Chà Cầu đến cầu Trường Đa cho cả nhà cùng theo dõi nha. Cái gói xây lắp 08 này nó có giá trị là 517 tỷ 613 223 đồng. Để giao cho liên danh do Tổng Công ty Xây dựng số 1 đứng đầu. Thì cái gói xây lắp 08 này là một trong những cái gói mà nó đi vượt tiến độ thời gian đầu cả nhà, làm đóng cọc với đổ bờ kè, nhưng mà tới làm hạ tầng thì nó hơi chậm lại. Bây giờ cũng đang thấy, theo mình thấy là giờ cũng đang làm lắp cống mà cũng được nhiều rồi đó, nhưng mà nó lại không bằng được mấy cái gói khác, không biết làm sao nữa, không biết làm sao mà tới cái hạng mục mà làm hạ tầng mà sao nó làm hơi chậm quá.
Video của mình xin kết thúc ở đây. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye bye.